từ hồi lên YouTube nhiều thì rồi cuộc sống tốt hơn không chị? Ông tôi sống bình dân lắm. Có nhiều ông thì cũng vậy, thích hơn thì cũng vậy, nói chung mình sống bình thường lắm. Thu nhập nó có tăng nhiều không? Ví dụ vậy. Thì nó phải tăng thu nhập rồi, tại vì mình bán nhiều hơn nó phải tăng thu nhập rồi. Nhưng mà lương tôi đó giờ vậy à, bình thường lắm. Đang có mặt ở dưới chân cầu Khánh Hội này. Biết cái chị này bán ổi từ một thời gian trước rồi, nhưng mà chưa có gì ghé thăm. Bữa nay mình sẽ ghé thăm chị bán ổi luộc. Đó. Chị nói là sáng sớm thì sẽ rất là nhiều món ăn. Ngoài ổi thì cóc, mọi thứ là chị chất nguyên một xe. Mà giờ này hơi chiều rồi cho nên chị bán hết. Nhưng mà hên còn lại cái món ổi luộc mình cần quay ha. Đây là trái ổi chị đã luộc. Đó, 10.000 một trái. Đó, có hot boy tới mua ổi. Chị đang bán cho khách. Khách hàng thân thuộc của chị hả? Hả? Khách hàng quen của chị hả? Ờ, đây mấy em này chị bán lắm, mấy em này còn nhỏ nhỏ luôn mà. Ồ, chị bán đây bao nhiêu năm rồi ta? Chị bán bao nhiêu năm? Chú cháy nhiều người không? Rồi, chừng nào kia rớt. Hồi xưa chị có bán ổi luộc không? Đúng rồi, hồi đó có bán. Ngưng mười mấy năm rồi mới bán lại đây à. À, ngưng mười mấy năm đi làm việc khác không bán nữa hả hay sao? Không phải, ngưng mười mấy năm là có nghĩa là không có bán cái món ổi này nữa, mà là bán món ổi tươi này thôi. À, không có bán ổi luộc, vẫn bán những món này nhưng mà không bán ổi luộc. Từ khi mà em thấy là YouTube quay cái chị bán được nhiều hơn không? Đúng rồi, nhiều hơn. Ồ, rồi vì khách cũ khách mới á, rồi bán được nhiều. Với lại những người khách cũ á, họ đến chỗ đó đó, lúc trước mình bán mà lúc này mình không bán chỗ đó nữa. Nhờ YouTube người ta biết mình bán ở đây. Đúng rồi. À, nên ta đến vừa mình coi vừa có khách cũ vừa có khách mới. Ngày xưa chị bán ở chỗ khác đúng không? Cũng vẫn đứng đây trên trong nhà, nãy ra đây đứng xíu. À, rồi bắt đầu mới đi bán ở. À, em hiểu rồi. Khách cũ là người ta thấy mình không bán nữa, người ta không tìm. Bây giờ người ta biết mình bán lại, người ta tìm. Nhưng mà tại ta không thấy mình ở chỗ cũ nữa. Vậy đó hả? Thì bây giờ chị bán khoảng bao nhiêu trái ổi luộc một ngày? Riêng trái ổi luộc cũng nhiều lắm. Cũng nhiều lắm. Mấy ký? Mấy chục ký đó. À, mấy chục ký ổi luộc. Dạ. Rồi chị bây giờ là bán từ 11 giờ trưa cho tới chiều. Thế rồi về hả chị? Dạ phải. Buổi sớm thì để riêng ra, mà từ giờ hết rồi để chung cho nó gọn. Xoài này có luộc không hay xoài ướp? Xoài tươi ha. Dạ, đặc xài biệt. Mà luộc là không được đâu. Mấy cái xoài nó cứng hơn cái ổi, khi mà vô nước sôi nó sẽ bị mềm á. À, vậy đó. Cái gì á, ổi này ổi tuy là nó ổi ta thấy nó mềm hơn cái xoài thì, nhưng mà là nó có cái độ dai trong nó. Chưa ăn bao giờ, một hồi ăn sẽ lâu lắm rồi cái món này bán biết nhiêu lâu. Cái gì đó hả? Cái đó bác trường học cũng bán đắt dữ dàng lắm. Mấy khách mới họ ăn họ nói sao? Không biết nói sao. Tại vì người ta đi ăn xong tao mang đi à. Người ta mua tao mang đi chứ người ta không có ăn ở đây. Ta có quay lại không? Có, tao quay ào ào đó chứ. Dạ. Yeah. Ý là quay lại mua nhiều lắm. Dạ. Yeah. Tiếc quá, qua giờ này cái gian hàng của chị nó bớt rồi nè. Ủa cái này là để ăn cái gì chị? Me hả? Me bánh tráng. À, me với bánh tráng mọi người. Còn ổi thì chấm muối thôi phải không? Hay sao? Ổi rồi mình làm được mấy món luôn á. Mình làm được lắc nề, chấm mắm ruốc nè. Với lại mình có thể chấm muối.
mắm chát nhiều không hay sao? Rồi bây giờ mình sẽ mua một phần ổi, chị làm cho em một phần ổi đi, một trái ổi đi ha. Trời ơi, lúc trước một ngày nữa mấy nhóm lại quay luôn. Mình thấy món này bình thường quá, sao người ta quay quá trời. Lạ mà. Nhưng mà ngày xưa ai là cái người chị buộc ổi hay chị từng ý chị từng làm? Không ai chỉ đâu, đó mẹ đi bán này mà. Mẹ ruột tôi á đi bán này mà. À vậy đó. Rồi xong rồi tôi lớn lên rồi tôi nghỉ học rồi tôi theo bà tôi bán chị luôn. Ờ. Rồi bắt lâu lắm rồi. Ồ, hay ha, vậy mà nhiều người không biết, em cũng không biết luôn, giờ mới biết á. Coi sao. Đây là cái miếng ổi đã luộc mọi người nè, cũng bình thường thôi ha, cái màu nó hơi ngả vàng chút xíu thôi, khác biệt chút xíu vậy. Chấm nhiều muối nó hơi bị mặn, để ăn lại miếng khác coi sao. Cảm giác nó ngọt, nó dịu hơn. Nó dai hơn chút đúng không chị? Đúng rồi. Nó dai hơn mình để sống. Nó không giòn mặt cái lúc mà mình sống. Nó không có giòn mà nó hơi dai dai, sực sực. Từ hồi lên YouTube nhiều thì bán được nhiều hơn rồi cuộc sống tốt hơn không chị? Ông tôi sống bình dân lắm. Có nhiều hôm thì cũng vậy, ít hôm thì cũng vậy, nói chung mình sống bình thường lắm. Thu nhập nó có tăng nhiều không ví dụ vậy? Thì nó phải tăng thu nhập rồi, tại vì mình bán nhiều hơn nó phải tăng thu nhập rồi, nhưng mà tôi đó giờ vậy à, bình thường lắm. Dạ. Nói chung có người ta ăn mình mới có cuộc sống chứ. Đúng rồi, nhưng mà nó có tăng đột biến là mình thấy nó hơi lạ không? Nó phải tăng. Có nhiều người ta lại quay ta nói vậy rồi. À. Ta nói chị có để cho mọi người lại quay đi rồi hả, chị sẽ bán được không? Mà thường thường tôi thấy sinh viên lại người ta quay nhiều hơn. À. Mấy em nó nói là lại gì quay đi viết bài gì á. Ồ. Đó mấy em nó quay cũng nhiều lắm. Mấy bữa nay người ta còn lại nhiều không? Không nhiều bằng như lúc trước đâu. Ồ. Thời điểm trước chắc ngày 3-4 người lại ha. Hồi đâu, mới một nhóm chỉ mấy người lận mà. Dạ. Nhất là 2 người. À. Mẹ em đi, mình ăn cái một nhất là 2 người. Có hôm hả? Một ngày chỉ mấy người lận. Dạ. Mấy hình như Woosi có lại hả chị? Woosi á, cái cậu người Hàn Quốc chị. Hàn Quốc á. Cái chàng trai người Hàn Quốc á. Trai đó, cũng còn trẻ. Lúc còn quay đây nè, lúc giờ chưa cái đường chưa rào, cậu đó lại đây. Ngọt ghê. Mấy người lớn. Cậu Hàn Quốc nó đi mấy người lớn. Dạ, có ekip lần mà. Sống hả? À, mình ăn nãy giờ là muốn hết cái trái này. Nó hơi có cái gì chua chua phía ngoài nữa đúng không chị? À, tại để chung với xài.
ghê mọi người. Ở tươi hay xa hay là ở đường? Là cái này chấm là phải có vặn mà ít tắc vô thì nó mới ngon đúng không? Kèm miếng đi, để lại. Chị bán cái món này nè, hồi đó chị bán học sinh á, mấy em nó ăn vậy á, trời ơi mà nó vui cực kỳ luôn. Dạ. Đó nè, nó vui lắm. Tính ra cái món này là má chị sáng chế ra đi chứ, đâu có ai bán đâu. Cái hồi đó là mẹ chị bán thì chỉ có là cái muối ớt thôi. Ồ. Sau này chị mới làm ra cái muối này. Cái muối này làm ra hồi năm 2000 á. Muối riêng công thức của chị hả? Muối ngon quá hả? Cái muối này là làm lúc năm 2000 tới giờ, ngày nay mấy năm rồi đó. Đúng là cái muối này phải như vậy mới ngon nè. Có cái tắc vô. Thì cái ổi nó ngọt ngọt rồi. Đúng cái này nó vừa mặn vừa hơi chua chua. Mặn chua chua ngọt ngọt. Ăn cái món này lắm. Dạ. Anh thấy nó cũng vui vui á. Có người thích người không, không phải ai cũng thích, tùy người, người chịu người không chịu. Thì có mấy loại nước chấm tất cả? Vậy hả? Năm. Năm luôn hả? Nhưng mà mình có thể làm ra được sáu. Mình có thể làm ra được sáu món. À. Đây là nước mắm nè mọi người, gạo đường đúng không? Này nước mắm đường nè. Ừ. Này là mắm ruốc. Này sống luôn. Rồi cái này là mắm ruốc. Trời ơi em khoái cái món mắm ruốc chấm xoài ghê luôn. Rồi với lại cái này thì có chị bị đổ muối vào. Còn cái ly nhỏ thì mình là làm ra thành là cái món nước lắc nữa. À. Đó, lắc bán xoài, lắc ốc lắc đồ gì đó. Cái này là muối khác, cái này là muối khác luôn. Cái này khác, cái này ở chợ nhiều lắm. Cái đó là hàng chợ đúng không? Còn này hàng chị làm. Ăn bây giờ muốn hết cái ổ ngon quá. Chị bán này có nhiều cô chú nói cái món này là cái món hồi xưa mấy cô chú đi học ăn á, mấy người lớn tuổi á. À. Người ta ở xa á, cái người ta tới người ta mua một lần như vậy á, 10 trái mười mấy trái, cái người ta để dành. Dạ. Ta để dành từ từ người ta ăn không thôi. Để dành được bao lâu chị? Để tủ lạnh đó em. Thì mình để vài ngày thôi. Để đồ luộc rồi, đâu để lâu được. Rồi cảm ơn mọi người xem cái video này nha. Ai thích ăn không? Một số món xoài nè. Có xoài, có cóc, có ổi, cana. Cái này là xí muội hả chị? Me bắt tắc. Me. Đúng rồi. Đó. Chị ghé chị nè. Chị bán ở dưới trên cầu Khánh Hội ha. Dạ, cầu Kinh Tẻ. Chị, cầu Kinh Tẻ. Chị tên gì em xin lỗi? Nhi. Chị Nhi rồi, chị Nhi đó, chị rất là nổi tiếng trên mạng. Mình coi rất là nhiều, bữa nay thì mới được diện kiến chị Nhi. Chị là luôn luôn cười rất là tươi, chào khách nha mọi người. À, nắng chiều đẹp quá luôn. Rồi, cảm ơn mọi người nha.